Xin chào bạn, tôi sĩ sắp kiến thức đây. Hôm nay mình bên Nam 23 tuổi, bạn ấy bị hẹp đau đầu thứ phát. Các bạn thấy là thứ phát tại vì là trước thì nó vẫn lộn ra lộn lại bình thường. Đấy, thế nhưng mà ngày càng hẹp, nó viêm, nó bị đứt ra, là nó bị hẹp dần. Đấy, nó tạo thành cái hẹp đau đầu độ 2, thì các bạn thấy chỉ lộ chỗ đáy thôi, còn muốn lộ ra hết thì không được. Đấy, những trường hợp như này ấy, thì chúng ta nên cắt bao đầu sớm nhất có thể các bạn nhé. Cắt sớm nhất thì vì là qua mình cũng vừa cắt cắt dương vật cho một anh 40 tuổi, anh bị ung thư dương vật đoạn cuối rồi. Tại vì là anh ấy cũng bị hẹp bao đầu, cắt muộn 30 tuổi mới cắt thì nó cứ phát triển âm thầm và thành ung thư thôi. Nhưng mà bạn nhìn thấy đây là ngoài ra bạn ấy còn cái bệnh u mềm lây này rất là rõ, nó có những cái nốt nó nhân vàng ở bên trong đấy, và có những cái nốt to nốt bé, nốt thì nó vỡ ra đây các bạn này, nó vùng sinh dục. Đây, không hiểu ông này ông quan hệ với ai mà ông bị combo máy bệnh liền đấy, viêm đấy, u mềm lây đây lại còn hẹp nặng dần. Chào bạn, đồng chí sau về tiếp đây. Hôm nay mình sẽ cắt bao đầu cho một người nam 23 tuổi, bạn ấy hẹp bao đầu thứ phát. Đây là kết quả sau khi chúng tôi phẫu thuật. Đấy, bạn nhìn này. Đau không em? Không. Đấy là gần như là không đau tí nào đúng không? Không. Đấy, bạn ấy ngoài ra còn nắm cái dây hãm các bạn. Đây là sửa dây hãm này.